liệt hoàn toàn dây thần kinh số 7, khiến mặt trái bị đơ cứng, chảy xệ và hở mi mắt trái. Điều trị mà đối với bệnh nhân bị liệt mặt như vậy không phải là một cái phẫu thuật đơn giản. Thì toàn bộ dây thần kinh 7 nó có 5 nhánh. Đã liệt dây thần kinh 7 thì không dễ gì mà có thể nối tất cả những cái nhánh thần kinh đó. Ngay cả khi có nối đi thì cái khả năng mà nó phục hồi cũng không đơn giản. Và đây là kết quả của bệnh nhân Gilbert Angerman, 75 tuổi, quốc tịch Pháp, sau khi phẫu thuật phục hồi nét mặt tại FV. Tôi rất hài lòng với kết quả điều trị này. Lúc đó, mắt tôi không thể nào nhắm kín, lúc nào cũng hở, làm mắt dễ bị khô, đau và khó chịu. Được biết, trước khi đến FV, ông từng phẫu thuật điều trị ung thư tuyến mang tai dẫn đến biến chứng dây thần kinh số 7 bị liệt hoàn toàn. Ông cũng đã từng được bổ tạo hình căng da mặt, treo khóe mép để hạn chế khóe mép bị chảy xệ, nhưng không hiệu quả. Với mong muốn cải thiện tình trạng gương mặt cho ông cả về chức năng lẫn thẩm mỹ, bác sĩ FV đã hội chẩn để tìm ra phương án điều trị khả thi. Cuối cùng, phương pháp chuyển vạt cân cơ thái dương được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Hoài Phương cùng ekip phẫu thuật tại Bệnh viện FV lựa chọn và thực hiện. Do bệnh nhân lớn tuổi kèm theo nhiều bệnh nền như ung thư, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim và đang dùng thuốc chống đông máu nên cuộc mổ diễn ra hết sức cẩn trọng để ngăn ngừa nguy cơ chảy máu. Bác sĩ nhãn khoa cũng chuẩn bị sẵn sàng nhằm hỗ trợ trong tình huống cần thiết. Hơn 6 giờ đồng hồ, ông được bác sĩ Phương và ekip chuyển vạt cơ thái dương xuống để treo khóe mép lên. Sau đó, nối toàn bộ phần cơ thái dương vào phần mí mắt dưới và kéo lại để giảm tình trạng hở mi. Sau phẫu thuật, phần mặt trái của ông được cải thiện về mặt chức năng lẫn thẩm mỹ. Tuy nhiên, ông cần tập thêm vật lý trị liệu để làm quen với việc vận động hàm. Đặc biệt hơn, ông được bảo hiểm hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị tại FV. Về mặt thẩm mỹ, bệnh nhân đã cải thiện rất là tốt. Mắt nó đã nhắm tương đối tốt, không còn chảy nước mắt và không hở mắt thì nó sẽ bớt khô đi và nó sẽ không rát. Môi đã lên được rồi thì cái khả năng mà ăn mà nước miếng hoặc là thức ăn ra ngoài thì nó sẽ không có. Là chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình hàm mặt với hơn 41 năm kinh nghiệm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Hoài Phương khuyên bệnh nhân gặp tình trạng tương tự. Nếu có khả năng thì nên sớm nghĩ đến việc điều trị bằng phẫu thuật để tăng cơ hội phục hồi, cải thiện chức năng nhanh và hiệu quả. Do thần kinh phục hồi chậm, để lâu có thể mất chức năng vĩnh viễn.